Công an huyện Thạch Thành vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ với hai đối tượng hoạt động tín dụng đen trên địa bàn với mức lãi suất lên đến trên 200%. Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1966, trú tại xã Hà Long, huyện Hà Trung và Bùi Thị Trinh, sinh năm 1988, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Oanh đã núp bóng doanh nghiệp trồng cây ăn quả, mở trang trại tại huyện Thạch Thành nhưng để tổ chức cho vay lãi nặng. Từ tháng 2 năm 2024 đến khi bị bắt, Oanh đã cho nhiều người dân vay nợ với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 trên 1 triệu đồng một ngày, qua đó thu lời bất chính 500 triệu đồng. Đáng chú ý, đối tượng này dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như làm hợp đồng không ghi rõ lãi suất, chia nhỏ hoạt động cho vay, thu nợ trong nhiều sổ sách tài chính khác nhau. Cũng bằng thủ đoạn tương tự, Bùi Thị Trinh đã thu lời bất chính hơn 200 triệu đồng từ các con nợ trên địa bàn. Hiện vụ việc đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.